Dàn diễn viên Bỗng Dưng Muốn Khóc sau 15 năm, OTP Nam Trúc xuất hiện bên nhau vẫn vô cùng trẻ trung. Xin chào mọi người. Hôm nay Tăng Thanh Hà chính là người nhắc Hải rằng là trong cái tháng 8 này của 15 năm trước thì Bỗng Dưng Muốn Khóc phát sóng tập đầu tiên. Nhiều bạn cũng mong muốn là Hải và Hà sẽ trở lại với Bỗng Dưng Muốn Khóc phần 2. Nhưng mà chắc chắn là phần 2 sẽ không có đâu, bởi vì là chúng tôi già rồi. Bỗng Dưng Muốn Khóc là bộ phim nổi đình nổi đám một thời, khán giả không thể nào quên được những nhân vật quá sức là ấn tượng và đáng nhớ. Thậm chí, sau 15 năm, những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau của dàn diễn viên chính vẫn khiến cộng đồng mạng không ngừng trầm trồ. Giống như Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà vậy, sau 15 năm, cả hai cùng một khung hình vẫn khiến cho người hâm mộ thấy được hình ảnh của cậu thiếu gia và cô trúc bán sách ngày nào. Dù rằng cả hai cũng đùa rằng sẽ không có phần 2 vì cả hai đều đã già, nhưng cộng đồng mạng vẫn không ngừng cảm thán vì cả hai nhìn vẫn còn trẻ trung và đẹp lắm. Chưa kể đến là Lương Mạnh Hải còn bày tỏ mong muốn được hợp tác trong thời gian sắp tới khiến mọi người không khỏi mong chờ. Ngoài ra, hiện tại Tăng Thanh Hà cũng khiến mọi người trầm trồ vì cuộc sống làm dâu hào môn của mình. Cô đã là mẹ ba con, được Louis Nguyễn yêu thương hết mực, sống sang chảnh trong biệt thự tiền tỷ. Cặp đôi thường đồng hành cùng nhau trong các sự kiện, đưa gia đình nhỏ đi du lịch. Tăng Thanh Hà còn kinh doanh riêng, không dựa hoàn toàn vào gia thế của chồng. Sau thời gian dài thì ngọc nữ màn ảnh tái xuất trong một số sự kiện giải trí. Hơn nữa, nhan sắc của cô vẫn luôn là tượng đài trong lòng nhiều người. Lương Mạnh Hải thì ở tuổi 42, chuyện tình cảm của Lương Mạnh Hải là điều bí ẩn với khán giả. Trên trang cá nhân của mình, Lương Mạnh Hải ngầm xác nhận thông tin vẫn còn là một quý ông độc thân đang chờ đợi tình yêu. Thuộc diện độc thân song, Lương Mạnh Hải vẫn được xem như quý ông đắt giá của showbiz Việt vì có tài năng lẫn ngoại hình không tuổi đáng ngưỡng mộ. Nam chính Bỗng Dưng Muốn Khóc không hề để lộ dấu hiệu tuổi tác mà vẫn cho thấy sự điển trai, trẻ trung qua từng khung ảnh. Nam nghệ sĩ còn chuyển hướng sang làm MC truyền hình, nhà sản xuất, đạo diễn, có công ty điện ảnh riêng. Ngoài hai nhân vật chính thì diễn viên thủ vai Ngọc Diệp cũng nhận về rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên tên thật là Trần Vân Anh và cũng chọn cách ở ẩn hậu kết hôn. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường giản dị, gia đình quây quần bên nhau. Trần Vân Anh thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh giản dị, ít diện đồ hiệu. Nữ diễn viên cũng không chọn trang điểm cầu kỳ, thay vào đó ưa chuộng phong cách nhẹ nhàng, đôi khi còn để mặt mộc xuống phố. Ở tuổi 38, Trần Vân Anh vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, vóc dáng nuột nà. Gia đình nhỏ của Trần Vân Anh thường xuyên đi du lịch nhiều nơi để bồi dưỡng tình cảm. Vợ chồng nữ diễn viên có một cô con gái, hiện đã trổ mã cao giáo, thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Ngoài ra, những nhân vật phụ trong phim cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, như Lưu Minh Tuấn có cuộc sống kín tiếng. Anh cũng không còn hoạt động sôi nổi. Năm 2021, Lưu Minh Tuấn còn quyết định xuống tóc. Hay Hiếu Hiền đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và cậu con trai kháu khỉnh. Thỉnh thoảng anh cũng góp mặt vào một số bộ phim và chương trình truyền hình. Diễn viên Tường Vi cũng từng gây ấn tượng với vai em gái của Ngọc Diệp. Đến nay, nữ diễn viên vẫn hoạt động vô cùng sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả Chí Thiện cũng từng nằm trong hội phản diện của Ngọc Diệp. Anh vẫn tiếp tục phát triển cả sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Dù đã U40 nhưng vẫn giữ được sự điển trai như ngày trước. Có thể thấy, dù đã 15 năm trôi qua, mỗi diễn viên đều đã có những hướng đi riêng cũng như có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống. Nhưng phải thừa nhận rằng dấu ấn của bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc vẫn vô cùng lớn trong lòng khán giả. Còn bạn thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!